Wow, cái này là trời ơi, rồi tới tấu tàu nữa nè. Tấu tàu đại dương luôn á anh Cần. Này cái này là gì, ly hả? Chico tấu... quá ngon luôn, tuyệt vời. Cái này là không hẹn mà gặp đó nha mọi người. Không hẹn mà gặp đó nha. Organic tropical fruit. Ảnh ha hái tại vườn cũng có mà của mấy người supplier đưa cho ảnh gửi xuống. Để là, ăn là thử giống ổi này nè, có nghĩa là giống ổi này chỉ đều trồng những giống cái giống cây chỉ có trồng có luôn nè. Ừ. Đây, giống ổi trái này thì là ở ngoài đây mình có luôn. Ổi Thái nha cả nhà. Ổi Thái đây 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 đây, thấy cái cây nè. Trồng dậu đó, Thái cũng ăn đó. Đó. Đẹp quá trái này, không xe lưng. Này. Có cái lý hồi trước lớn lắm. Đây có một chút nữa thì chị Dân dẫn qua coi lý. Ăn lý qua lý. Đây rồi. Quả có trái chính hả chị? Rồi, ôi vô đây. Nhìn cái màu kìa. Màu vàng ha. Đây rồi. Chưa bao giờ ăn nhưng mà nhìn này, đoán. Rồi cái cây này nè ha. Chị Dân, trái này phải không? Đúng rồi. Rồi, ôi đúng cái nó rụng liền nè. Hello cả nhà, hôm nay là ngày cuối tuần thì vợ chồng Sang rảnh nên ghé thăm vườn bán cây giống của vợ chồng anh Cần một lần nữa. Thì cũng hơn một năm rồi không có ghé thăm vườn cây giống của anh Cần. Thì bữa nay mình đi vô bên trong mình tham quan xem năm nay anh Cần bán những loại cây giống gì ha cả nhà. Hello anh hello. Cần. Thấy không trời ơi. Bữa nay vườn cây anh thấy xanh ung nhìn thấy mê quá ha. Hello. Quá trời. Ồ ôi. Wow, cây hồng này có người order rồi đó hả anh Cần? Mùa này mùa thu lên trên cái một người mà mua mấy cây này hả? Wow. Thấy dây không? Mấy có cái dây là có người mua rồi hả? Mùa này đi lên quay cái vườn của anh là thấy mê á. Cây nào cũng có trái. Quá đẹp. Ôi, luôn cốc cây hoa ngọc lan thấy không? Cốc rồi sung gì hả? Cá hồ order delivery. Cây xài nhỏ xí và có cái trái là thấy thương không? Thầy xoài nữa không? Gặp cái trái là thích. Nay không có chị Dân lên hả? Ở trước kìa. Mà có xem không? Đúng rồi. Vậy hả? Lúc mà anh lấy xuống cũng bự nhưng mà anh xuống bức lá nó bỏ hết. Giữ năm rồi đó. Vậy hả? Wow, mảng cầu xiêm. Khi nào cái này nó to? Cao hơn cây nhà mình hả? 7 thước 8 rồi. Cái bề hoành nó thì nó bằng cây của mình ạ. Cái mặt cái bề hoành của nó đó. Nhưng mà cái cây thì nó cao hơn của nhà mình. Chắc này cây chiết á. Wow, thanh long có trái kìa. Chiếc trong chậu có trời cao trái nè. Nè bên đây cây xoài. Ôi. Xoài non quá trời luôn nè. Cây xoài có chút tẹo mà trái một chùm này luôn nè. Cái này thì anh bán là cho anh để display thôi chứ còn mình mua về mình trồng mình phải cắt bỏ mấy cây này. Mấy cái trái non đó. Cây nào cũng đều có trái hết. Trái quá rồi trái. Cái này coi xoài Thái. Này xoài Thái nha, 100 đồng một cây. Quá gì xoài trái dữ anh Cần, mình thấy mê quá. À, trái hả? Mày làm ra với em. Hello anh, hello. Hi. Hello. About you a lot. Thank you. And George here, they are right. George photographer. Right away on gear. Really? Yeah. And, 2 days you get like 1,700 views. Yeah. Good. Right. Nice to meet you. Yeah, what's your name? Này giống gì anh? Okay, yeah. GA 866. Yeah. GA 866 hả?
Còn cái này nhiều người hỏi Hello, mùa chị ơi, thấy không ha, vô rồi. Làm sao đâu xin. Dạ, một năm mới gặp một lần. Nào, không, năm kỳ rồi em tính lên mà bị Covid quá trời nhiều nên cái hạn chế không dám đi. Rồi cho nên bây giờ rảnh rảnh rồi mới nói ông xã em bữa hổm rồi cái tự nhiên cái thấy chị message em đâu rồi chị cũng đưa về đúng lúc chứ mít chờ kìa. Ủa, có mít đã. Để chứ mít hả mấy tuần nay luôn tại vì ta gửi cái cây xuống cho mình. Xong rồi ta gửi luôn cả cái trái cho mình ăn thử. Rồi chờ vô xuống. Rồi năm nay chị bán mít luôn á hả? Có, rồi, quá ngầu, quá ngầu. Chỉ là cái cây thôi. Rồi, ừ thì chị bán cây mít, chị bán cây đó. Ờ. Nè bưởi, bưởi năm rồi. Có 500 cây lận còn. Rồi, 500 cây bữa năm rồi hả? Trời ơi, nó tốt. Cho 2 kg đi. Đã quá luôn. Cho 2 kg đi. Dạ sang nhìn nè. Đó. Nhãn nè. Nhãn thương quá. Được mấy trái bị người ta bứt hết rồi. À đúng rồi, đây kia người ta đi. Người ta thử. Nhãn cho 2 trái, 2 kg đi. Trời ơi, bị bứt luôn rồi kìa. Ờ bị bứt luôn rồi, bị bứt luôn rồi kìa, mất trái nhãn của mình rồi kìa. Cha. Sáng mấy mấy lên. À quỷ. Coi chừng mấy buổi tây sáng không cần hai trái mà chắc là phải đây quá trời kỳ mùa này lên cái vườn thấy mê quá xanh mướt mà cái nào cái nấy trái cái này em đặt rồi mà tại sao không ra giao gì cho nhờ cho em vậy chứ. Trời ơi cây thanh long trồng chậu nè quá trời đẹp trái luôn. Ôi ôi anh chừng nào anh mới giao cây này cho em. Ô là la xin xăm cái này đúng rồi chậu mà chị dân xin xăm luôn phải không rồi chị nè lần đầu tiên mới thấy trái bự quá trời trong cái chậu mà nhiều trái anh chăm sóc cho hay bạn nào có mua xương xăm chị dân với anh cần chỉ có bán xương xăm luôn nè nhiều người hỏi em lắm mà em không biết chiết mua mà không có biết đâu chị em không biết chiết cái này hiếm lắm à đúng rồi ừ đúng rồi lãng lãng anh lãng ôi ơi không thái hả chị wow không có hột luôn hay không hột có em nhà em có chậm cây nó cũng đang ra trái quá trời luôn nè đang ra trái hả thích ha thử coi trời ơi trái cốc thái nó không có lớn nhưng mà cái ở trong á nó đặc ruột ăn nó không có phải cái gai gai giống như cốc Việt Nam phải không mà nó chua chua ngọt ngọt cái nó không chúng phải là chua lè nha lại chụp hình thông quá đẹp đây nha trời ơi rồi ổi thái đó hả gừng không nhỏ xíu mà trái nè anh lãng nhìn nè đó ba lớn thôi trời ơi cây này là 4 trái luôn kìa cây đó thái nè đây ôi con nè ôi nè cái cốc này vô mà nó không thấy cái lá mà nó cái nguyên chùm quá trời trái nhưng mà nó qua cái mùa đông là nó ra tược lại cái cốc em cũng vậy mùa đông nó rụng lá nó còi hết trơn luôn á là bằng mùa xuân á là nó ra trái nó ra lá lại ôi ôi cây ổi nhỏ xí mà trái quá vậy trái rồi cái cốc toàn cây nào cây nấy phát chùm chùm quá cốc luôn nè đó nè đang có trái nè mà mùa đông á là nó rụng lá nha cả nhà nó không phải nó chết nha mùa đông nó rụng lá sang có trồng cây sang biết nó rụng lá rồi mùa xuân á nó lại ra lá mới và nó ra bông luôn cây này á loại này nó lùn chứ nó không có cao đúng rồi, trái cái chồng, loại này chồng, mình trồng trong chậu được đó cái loại này mình trồng trong chậu được ở nhà sang trồng đang một cây mới trên cây hả? Wow, mít gì chị Vân? Nó muốn hư luôn vậy nè. Chờ sang không này biết qua lo. Trời ơi. Ăn ở Việt Nam luôn á, khỏi Việt Nam á ăn đây luôn. Cái này ở Queensland qua hả chị Vân? Ờ đúng rồi. Cái người supply cho mình á. Để mình ăn thử coi nó. À rồi chị bán luôn cây giống ở đây luôn gì phải không? Dạ. Cái này gọi là mít gì chị Vân? À mít nghệ. Thấy nó vàng không? Wow. Trời ơi, nó thơm. Wow, ơi, okay. Thơm. Tội nghiệp không chừa cây mít, trái mít cho sang. Bốn trái đó. Rồi trái mít cho sang la thử mà bây giờ nó muốn hư luôn. Là tại chú hái bị chín quá đi. Lẽ đây chú hái nó xong rồi. Này, vậy là này chín cây rồi. Chín cây luôn á. Trời luôn á, khó hiếm lắm, hàng hiếm nha. Hàng hiếm nha. Này ở bên Queensland bay qua tới đây đó. Đó giống mít nghệ chú bán cho mình nè, đây nè cây mít nè.
đây 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 đây. Oh, đó, đây giống đó là giống cái mít này đó phải không? Dạ, rồi. Giống đó đó. Ok rồi bây giờ thử đi, đây bẻ đi sang bẻ thử đi. Nè, bẻ. Chắc chắn mùi thơm mà. Rồi xin chịu anh. Ờ, trước khi ăn có hung cái hàng miếng giống như là kia ha. Ôi ngọt liệm luôn á, ngọt liệm luôn á. Wow. Là cái ổi Thái đó phải không chị Dân? Cái nãy giờ mình thấy á, nãy giờ mình thấy cái ổi ở ngoài mình quay đó là không, em nghĩ là gì nè, ăn ổi trước khi ăn mít đó. Ăn gì thì ăn, tại vì á ổi nó có vị chua chua. Rồi mời cả nhà nha, cái này là ổi ổi Thái gọi là ngon quá. Fruit party. Ổi Thái nó ngọt giống như mà ăn mật ong vậy đó. Hái trái thanh long vô thử luôn đi. Với lại gì có trái hồng nào chín chín thử. Giòn. Thử ổi đi. Ngon quá. Ổi trái mà có trời. Hấp dẫn chưa? Miếng ớt, miếng ớt chị, miếng ớt. Giờ nha, nhớ chừa cho tôi nha. Mình luộc lên mình nấu ra ăn được cũng luôn được. Được. Luộc ra nấu ăn cũng được á. Rồi thôi, thanh long nữa nè, thanh long nữa nè. Thanh long à, ngon à. Rồi đây thanh long. Ngắm mì. Bữa nay gọi là tiệc trái cây tại vườn cây giống của vợ chồng anh Cần. Ừ, mới vô chưa làm việc rồi ăn rồi. Ăn trước đi rồi tính gì tính. Đây. Chấp ơn. Rồi, ăn thử đi. Miếng tỏi đây, miếng tỏi đây. Công nhận ăn cây tươi ăn ngon quá. Ăn thử. Ăn thử đi. Ăn ngon quá. Lát nữa có mận nữa phải không? Mận nữa mà. Ăn đêm chụp mô hình cái. Có cái mận nữa mà. Số 1. Này khỏi cần đi. Number 1. Này khỏi cần đi Thái Lan hả? Tại đúng rồi. Dạ đúng rồi, ăn tại Úc luôn. Ăn tại Úc luôn, ngon quá. Ai mà có muốn cây ăn trái thì tới gia đình, tới nursery của anh Cần Dân. Number 1. Nó ngon. Có nghĩa là những cái loại trái cây này đang ăn á, là anh chị đều có bán cây giống ở trong vườn này. Thấy mới tin hả? Cái này là người ta trồng ở trên đó xong người ta gửi cái giống. Đồ thử ăn thử coi thấy nó sao. Rồi ăn thử đi. Rồi bé Hồng Giòn luôn nha. Hồng Giòn. Chưa chín nhưng mà ăn là ngọt, có vị ngọt. Hồng Giòn màu xanh luôn nè. Thơm quá. Chơi luôn. Chero hay là Fuju anh? Fuju. Ngọt quá. Rồi đây. Cắm ổi luôn đây, cắm ổi đây. Thử đi để biết nó làm sao. Cái trái hồng này không có hột này, nhầm trái nó có hột, nhầm trái nữ. Giống mấy túi nữ quá. Thank you. Come in. Cảm ơn. Ngon ngon thì cũng có sơ ra cũng ngọt lắm. Ổi giòn nó ngon dễ sợ luôn á, ngon ha. Chị này ổi xá lị mà phải không chị Dân? Quá ngon. Xá lị Thái á. Ngon quá. Very good. Good, you like it? Yeah, that's the best one. Số 1 á. Yummy. Yummy for your tongue, Jay. Bây giờ anh hái mấy cái cốc trên cây ngon 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 ngon. Rồi. Không nhưng mà nó hơi cái sơ thôi, còn cái muối nó vẫn ok. Đúng. Nó bị chín quá. Lắm con cho toàn ăn thử cái miếng. Ngon. Cho nó ăn thử một cái cho nó biết nó toàn. Bắt đầu bay mà đắng rồi. Ngon nó thiệt. Hết đi. Rồi. Quá ngon. Đúng rồi. Rồi trái này ai mà. Wow, cái này là rồi tới táo tàu nữa nè. Táo tàu đại dương luôn á anh Cần. Này cái này là gì, ly hả? Chico táo tàu Chico. Trái nó tròn nè, đó trái nó tròn dẹp. Không, cái giống nó vậy thôi, giống thôi, còn là táo tàu nó cũng vẫn là táo tàu nhưng mà nó nhiều loại. Review rồi, review trái táo tàu Chico nha cả nhà. Cái loại đó nó tròn dẹp. Nó,
mình phải hái hết trái đi để cho cây nó phát triển. Lấy hết trái rồi để dành nó tới nó chín luôn. Cái này là cây giống của anh chị luôn. Đúng rồi, anh có bán. Di cờ. Giòn ngọt. Mình sẽ thấy cái cây của nó. Không, bây giờ mình ăn thử trái đi rồi hồi mình mới đi giới thiệu cây giống. Đúng rồi đó. Ngọt giòn. The Thai hot plum. Để thử. No, you supposed to eat with salt. Thử cho ý kiến coi sao, thấy nó sao. Quá ngon luôn, tuyệt vời. Giòn lắm. Này mình đi ăn du lịch đó. Cái này là không hẹn mà gặp đó nha. Mỗi nơi đi ăn không hẹn mà gặp đó nha. Chứ không phải là có duyên, có duyên. Có duyên, có duyên mới gặp nhau. Tự nhiên lầm. Tự nhiên là tự nhiên. Tới cái giờ này là ngay vậy. Tới giờ cũng lên để gặp chị Sang La đây. Cũng muốn xem. Sao vậy hả? Trời ơi, đây là fan fan Sang La nha. Fan của Sang La nè. Của Sang La đó. Dạ. Nghe hả? Là để các bạn với chị là chị Uyên nha. Uyên các bạn với chị đó, chị em bữa trước á. Vậy đó có biết chị Uyên. Chị ăn thử. Dạ ăn thử. Ngon quá chừng ngon, quá chừng ngọt. Mít ngon chị ơi. Quá chừng ngọt luôn. Thành ra em biết là chị Sang La cũng ở bên Sanoban, tụi này cũng ở bên. À vậy hả? Em ở Kenley. Kenley, tụi này Melbourne thành ra, giờ đó là ok, có gì thì chạy qua chạy lại học. Biết bao nhiêu video. Dạ, gì hả? Rồi, cảm ơn anh chị nha. Coi qua biết bao nhiêu video, sọc ra chị quá chừng luôn. Cảm ơn. Vui quá ha. Vậy là mình là cùng sở thích trồng cây trồng rau hết rồi, cho nên đó là mấy tâm hồn lớn gặp nhau. Đúng vậy, thì gặp gỡ để mà học hỏi nhau. Nói chúng ta thì thời tiết Melbourne nó cũng hơi khắc nghiệt đó. Dạ đúng. Thành ra mình trồng thì rất là chăm, rất là kỹ. Chăm kỹ, với thứ hai nữa là phải là trồng lâu năm thì mình mới học được mỗi một cái cây nó có cái tập quán riêng của nó. Đúng rồi. Mình trồng nó làm sao mình mới lên được. Chứ cũng em cũng đâu phải dân chuyên nghiệp chuyên gia trồng cây gì đâu, là em trồng lâu thì em mới học kinh nghiệm, nhiều khi nó cũng chết mấy cây rồi đó. Mình mới học được kinh nghiệm là tại sao cây này nó chịu sao khí hậu sao mình mới trồng được chị. Nói chung mình cũng thấy yêu thiên nhiên, yêu cây. Thấy nhà Sang La trồng quá trời trồng, đó là từ trước ra tới sau luôn. Em chào em cái nào em cũng đều mua ông xã, em nói chứ không nào nữa đâu chị không. Cái giờ đem tới sân trước rồi. Dạ, có đây. Đem tới sân trước. Ổi đỏ mà cho lên. Đem tới sân trước luôn rồi. Rồi lát nữa cái mình đi xuống dưới cái mình bắt vài con bồ ngư ăn luôn. Anh cần có mớ tàu nè. Tàu nè. Cái này đây trái cây này là hoàn toàn tropical hết. Mà mấy cái cây này là anh lô, cần bán trong tropical. Organic tropical fruit. Ảnh hái tại vườn cũng có mà của mấy người supplier đưa cho ảnh gửi xuống để ăn thử. Giống ổi này nè. Có nghĩa là giống ổi này chỉ đều trồng những cái giống cây chỉ có trồng. Có luôn nè. Giống ổi trái này thì là ở ngoài đây mình có luôn. Ổi Thái nha cả nhà. Ổi Thái là chị Dân với anh chồng, anh cần có trồng cái giống này, có bán cái giống ổi Thái này ha. Cóc rồi nó cái phu chu cũng không có hợp nha. Phu chu không có hợp, quên nãy giờ chưa thử phu chu nữa. Nó tàu ngọt ha. Nhưng mà đẹp quá. Đây là chúng mình cái cây trồng nè. Cây này đây thấy cái cây nè. Trồng dậu. Đã hái luôn ăn đó. Đẹp quá. Trái này không xe lưng. Cái này là mua về á là chỉ cần đợi nó chín hái xuống ăn thôi, đúng rồi. Quá trời không? Quá trời. Rồi trái này luôn, mấy trái trái lên. Cái mà nó cắt dễ sợ. Ở đây là ba một nhánh này mà ba cũng trái luôn nè. Wow. Ôi bốn trái luôn hả? Nó sung quá trời luôn. Sung. Đây nó lên anh nè, thấy không? Nè, ba bốn trái nó mọc ra nè. Quá trời luôn. Cái này phải biết cắt chăm sóc chứ không phải là cũng ghê đó. Cũng săn sóc, cũng tưới đàng hoàng, nó ngon. Đúng rồi. Ai lên đây hình như ảnh có bán phân rồi còn hướng dẫn cho các trồng nữa. Nên về có cơ hội là nó ra trái good. Rồi dưới này nè.
Quá trời, nó tốt vậy. Với anh cần anh trồng những cái cây mà anh trồng trong chậu này nè. Nhiều khi về nhà mình không có đất á, mình có thể để nguyên trong chậu hoặc là mình sang cái chậu lớn mình trồng luôn. Nè, đây có size của chậu luôn, 155 lít hay gì phải không? Đó, đúng rồi, 155 lít đó. Là nguyên bụi thanh long bự tổ bối này. Bữa năm rồi gì nè, của ổng nè. Trời ơi, cái này vài năm nữa là trái không à. Nó nè. Chị Dân, cái ổi này là ổi Thái luôn á hả? Đúng rồi, toàn bộ ổi Thái hết luôn. Đang có trái nè. Nấu được đâu. Lúc nãy cây có trái. Có mấy trái luôn, còn cây này được mấy trái luôn. Cái Lý em có trái rồi, cái Lý chị tặng em á. Ừ, có trái, ừ. Có trái luôn. Có trái rồi, nó còn đứa nhỏ 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 hả? Đúng rồi. Ngày ngày ra coi nó phát triển đó. Nó cũng là đỡ stress. Hi. Thank you. Sang là Úc Châu. Sang là Úc Châu. Bên này. Yeah. Rồi đây là mít nãy giờ mình thử nè cả nhà, mít nghệ ha. Đó, mít nghệ đó, năm nay ảnh về mít nghệ quá trời luôn. Mít nghệ bên đây, anh bán mít sao này nè. Sao? À, cái đó là còn 185 đồng. À bên đây ha, 185 đồng. À phải đợi bự mới bán. Cao nè, cao cả thước. À, cao lắm, những thước mấy rồi. Mít nghệ mới ăn đó. À. Mấy cái này mua cũng không có giống rồi. Ừ. Bởi vì mấy cái này không? Cái ổi này có trái liền. Rồi bên đây là cốc Thái. Cốc Thái lúc nãy. Cốc Thái đây ha, là cây nãy giờ mình thử đó. Bây giờ cái này anh bẻ trái đó, trẻ ra ăn liền luôn. À. Trẻ ăn liền không? Thôi được rồi, anh cần để cho đẹp đi. Để cho đẹp đi cho khách người ta cho thấy. Cho khách người ta thấy, người ta thích. À. Ôi, ôi, đây nè. Yeah. Ôi, nó nhỏ xí mà nó nguyên một. Nó nhỏ xí mà nó có tới ba trái trong đây nè. Tại cái giống này thì ba có trái. Ừ. Cây cao giống như bán 150 cao. Rồng kìa. Rồi cốc Thái này là nhiêu cây anh cần? Đây nè. Không phải. Cái này bán 280 mà cái loại 100 phía kia có 100 nữa. À. Loại 100 bên kia nữa. Cái này là 280, còn ổi Thái thì là 150 cây. 150 cây mà cây nó cao giống như nữa không? Nhầm cây nó chưa có trái nó cao gì nè. À. Năm tới nó có trái nè. Ừ. Nguyên vườn bên kia là ổi Thái luôn á. Ừ. Cốc Thái năm nay nhiều cốc quá trời. Đúng rồi. Cốc Thái em thích gì đó là nó sai trái lắm. Thôi cái chỗ nào chỗ nó đó. Ok. Đi chơi vui. Okay. Rồi, bye, rồi, 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 rồi ba chị, ba chị. Nhớ trường em cái cốc nha. Nhớ, cái ổi nha. Nhớ để dành cho lá dứa nha. Cây cốc, cây ổi, cây lá dứa, ba cây rồi. Wow. Ok. Có gì thứ hai, thứ ba em xuống lấy. Okay. Lấy cây thang long luôn. Okay. Yeah. Rồi, rồi. Nhớ wow. Đừng quên nha. Rồi. Em nhớ buộc là để tên em mà không ghi tên là người khác lấy gánh chịu á nha. Khác nha, để dành cho tôi nha. Ủa rồi cái chậu này là bao lớn anh coi? 155 lít. À, đúng rồi nè, cái này lúc này. Đó, ai muốn trồng cây trong chậu có thay vì đất á thì mua chậu một trăm mua chậu thì đem về để trồng luôn thôi, gì đâu cần sang đất cái cấp thái này trồng chậu được. Thôi người ta trồng trái nè, không giòn này, cái này là 4 tuổi mấy rồi đó, bây giờ nó trồng nó không trái nhiều lắm, nó gió hai đợt đó, nó rụng hết không giòn. Phu chiu, cái này phu chiu. Phu chiu, còn bên đây là thanh long. Ôi ôi, thanh long gì mà trái nè. Trái to quá trời luôn. Cào xuống. Rồi nè, mảng cầu sim đây. Mảng cầu sim. 250 cây. Đi điểm sai hả? 250 cây mảng cầu sim. Bự bên kia. Wow, cái này cái giống trồng trong cái chỗ nhỏ mà nó tốt gì đâu. Nó gốc nó bự quá. Nó khỏe, cây nó khỏe đó. Mua mấy cây nhỏ ốp trồng chất queo đó. Đúng rồi. Mình nói chứ tiền nào của nấy thôi ạ. À. Em ở đây đâu có chỗ gì đâu, chè nó đâu. Để lại nó. À, cho nó quen thời tiết ha. Đây, bên đây chè. Đây táo tàu nè. Cái này giống này gì anh cần? Cái này là Chico Chico Sensili. Đây rồi, không thiếu gì hết. Mấy cái này là ta order hết rồi cũng mấy cây à. Đúng rồi, cái này bán chảy lắm. Năm ngoái có kia cô kia cổ hỏi chừng nào bán, cổ chắc cô gọi anh rồi hỏi tuổi em. Chắc cũng mua rồi. Cô cũng xin veo luôn á. Có nhiều lắm, năm tới anh có khoảng chừng 20 mấy loại luôn. Trời. Một loại thì chỉ 50 cây anh nói đâu. Một loại 50 cây mình nói 15 tháng mới có. À vậy hả? Có Tiger Tooth, Sherwood, Seahorn, đủ thứ hết á. À vậy hả? Táo kiểu nào cũng có, cây 50. Đây rồi, cây...
Sung Mỹ, Sung Mỹ. À, à, thử ơi. Đó, Sung Mỹ nè. Đó, nè nè, cái này là chủ vườn cho hái nha cả nhà. Hái à, hái nha. Hái review cho mọi người xem thôi. Đó. Mở ra. Ôi nè. Chín ngon ở trong ưu tươi mật luôn á. Ừ, trái của anh chín hơn á. Xôi nhâm nè. Thử ha, mời cả nhà. Chưa ngọt không á? Ngọt. Chưa mùi thôi chứ mà ngọt rồi. Ăn đi anh, ăn đi anh. Ăn đi. Ừ, anh xả thử. Chưa có mùi thôi nhưng mà nó ngọt. Ừ, cái gỏi này là gỏi là black. Cái nhà mình á. Cái nhà mình á, xanh đen á. Cái này ngọt nè, cái loại này black Genoa này ngọt ngọt hơn kia bảo đảm luôn. Ừ. Mà hình như mưa nó bị lạc luôn. Nếu mà mưa mưa xuống á bị lạc hả? Ừ, cái đó thì không. Nếu mà biển nứt thì ngấm vô cho còn mà bình thường nó không. Cái này ngon, cái này ngon hơn. Black Genoa. Ở nhà em có một cây Black Genoa nè. Có cây lý hồi trước lớn lắm. Đây có một chút nữa thì chị Vân dẫn qua coi cây lý. Kìa ăn lý, ăn lý, ăn lý. Đây rồi. Quả có trái chính hả chị? Ủa mà sao của em cái cây lý cái trái này nó ra trễ? Chưa. Của Du nó cây này già rồi. Thấy không? Cây lý của chị là cây. Dạ đúng rồi. Cái này quý hiếm. Chị ăn cái thanh long nè. Cái này còn chưa chín rục, ăn nó lạc. Wow. Thôi rồi. Đó, cái lý quá trời trái đây. Giờ muốn thử trái lớn cao. Ủa, con nhỏ này chị sang, chị Vân. Đây nè, trên này nè. Sang có trái chín rồi, chín rồi á, mới ăn được nè. Rồi. Rồi rồi rồi, ôi vô đây, vô đây. Nhìn cái màu kìa. Màu vàng 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 ha. Đây rồi. Chưa bao giờ ăn nhưng mà nhìn này đoán. Đoán. Rồi cái cây này nè ha. Chị Vân, trái này phải không? Đúng rồi. Rồi, ôi đúng cái nó rụng liền nè. Đó, nó chín rồi đó, cái đó. Nó ăn nó mới ngọt. Đây. Rồi. Trái lý à, hai tại vườn. Bây giờ sang ăn thử đi coi còn cái trái kế bên. Ôi, nguyên chùm luôn nè. Đó. Rồi đưa cho mọi người ăn trái thử đi. Rồi. Để mọi người ăn trái nha. Thử đi, thử đi. Mọi người thử nha. Hay là đưa lý dựng lên ở nè, ba với mẹ ăn chung trái. Nè chị còn dương trái nè. Còn cái trái sao mà cái trên trái đó là cao. Rồi bây giờ sang thử trái lý ngay tại vườn nhà của vườn cái giống của anh Cần nha mọi người. Thơm không? Nó thơm. Nó ngọt mà nó thơm. Đây nè. Đây. Cái hột của nó thì to. Nhưng mà cái vỏ ở ngoài nó ngọt ngọt. Thơm thơm. Thơm mùi ha. Ừ. Còn một cây còn cái trái ở trên nó ngon quá trời luôn. Trái đó mà hái được là ăn đã lắm. Chút nó kiếm cái đúng mà nó rụng à. Nè, rồi. Phải cao mới hái được. Ở trong này nè sang kìa. Đó có mấy trái nó vàng á. Thơm. Trái nhiều quá chị nhiều. Đây hả? Rồi. Đùng quá gió không tới. Kêu nhầm nó kêu nhầm chân ngắn mà nghĩ làm sao kêu người ta dối. Được rồi. Ủa chị Vân nãy giờ em không thấy mận á chị Vân. Đây kìa bà coi trái này. Đó, cái hồng năm ngoái nè hả? Năm ngoái nè, năm nay cũng chờ sang xuống để ăn nè. Thiệt luôn á. Trời sang la luôn nè. Trời ơi. Cây này nha. Cây này nha, nó nhỏ gì chứ nó già rồi đó. Đó chặt nó ra làm hai chỗ lùn coi chơi vậy đó. À rồi nè, bẻ thử trái hồng chín cây nha mọi người. Rồi giờ không có dao là mình là cứ là ăn bụi luôn nè đó. Này. Cái này là gì chị Vân? Fuchu hay là Charo? Cái này Charo. Charo, yeah. Đó. Cái nó vuông. Thì cả nhà. Charo này thì nó không có ngọt bằng Fuchu. Không giòn. Ngọt bằng Fuchu. Phải không? Giòn. Mà ngọt không? Ngọt. Ngọt hả? Ngọt. Tại Fuchu thì nó ngọt hơn Charo luôn. Em ăn thấy ngọt. Nhà em có cây này mà. Vậy hả? Cây này là cây cuối cùng của mình, nhưng mà chủ yếu là mình trồng, mình bán Fuchu tại vì người ta chuộng cái Fuchu hơn là cái Charo. Cái Charo nó trái muộn hơn cây Fuchu. Cái lớn. Cái nó lớn nó vuông vuông. Nó vuông. Trời ơi, cái cây này bị chín không ai ăn, nó há họng luôn nè. Cái fish sung nè. Có cây mận có trái. Không, mình lên trễ quá. Có không? Cây đó rồi. Người ta dắt cái cây có trái đi mất rồi. À vậy hả? Cây này chưa có trái. Rồi bên đây cây mận nè. Còn muốn ăn trái thì hồi nó lại nhà mình. Mận hồng đào á chị Vân? Ừ, mận hồng đào. Đây mận hồng đào. Chị có bán ủ cây kia sâu luôn rồi. Thì đó mấy cây này bán. Bán hết ba cái này luôn rồi nè. Mấy cây kia sâu
Thôi đây nè, có cái bận này á nè. Ừ. Có cái ru băng là người ta mua rồi đó. Ừ. Bên đây có hai cây nè. Cây này chưa, cây này chưa bán. Hồi nãy ra tược non quá trời luôn. Rồi, mấy cây thanh long to này á thì mình bán là 400 đồng một cây ha. Rồi mình có mấy cây nhỏ thì bây giờ mình đang có special á, mấy cây nhỏ ở đây mình tới cho mình cho coi mấy cây nhỏ. Em thấy có mấy cây nhỏ cũng có trái á chị Vân. Có trái hơi nhiều lắm. Đây mấy cây thanh long nhỏ đang có trái, mình làm giá special luôn. Là 55 đồng một cây nhưng mà mua 4 cây ha là được tặng một cây free. Wow. Đấy. Là cây này mình trồng lâu lắm. 55 đồng một cây ha. Có lớn này nè. 55 đồng một cây mà nếu mua 4 cây thì là tặng thêm cây phải không? Đúng rồi, bốn mặt của cây trụ. Nè nó già lắm rồi nè. Ở cây đúng rồi. Nó già lắm rồi. Cây trồng là nó đụng vàng luôn. Đụng cho bá luôn. Nhíu trái. Ở Thái luôn nè. Rồi, bên đây mình có mấy cây Lekima mà mình chưa bao giờ show anyone hết á. Wow, Lekima. Rồi, Lekima nhà Sang La cũng có trồng rồi. Có, em có trồng nhà. Cây trứng gà đúng không? Đúng rồi. Chị Dân, cái cầu ở chỗ thanh long này bán luôn đó hả? À, đúng rồi đó, thanh long đang có trái đó. Wow. Cái đó cũng 400, mấy cây to này là 400 ha. À, mấy trong chậu lớn thì 400. Ok. Hồng giòn quay rồi, có hồng thôi. Hồng giòn, nãy giờ chưa có nói xoài. Xoài. Đây, cái này là xoài Thái. Wow. Yeah. Xoài Thái. Xoài Thái, 150 triệu đồng một cây, xoài xanh mà ngọt lắm. Xoài xanh là loại ngọt đó phải không? Nó có cái hột ở trong mà nó vàng, cái thịt nó vàng á, mà cái da nó thì xanh, khi mà nó chín á. Rồi chị có bán chậu này luôn nha. Wow, lớn cái trời, cái này chắc cũng 500 lít luôn. Ôi cây này. Trời ơi. 500 lít 200 đồng. Ôi, 500 lít 200 đồng phải không? 500 lít 200 đồng. Yeah. Cái này là 500 ở ngoài nè. 500 nè, nằm ngoài nè, khủng khiếp luôn nè, em quay vô trong nè. Ủa cái này nóng rong hả chị, hay cái này? Không, cái này cái đúng rồi, cái ngoài chắc cả ngàn quá. Cái này nè, 500 nè. Phải hả? Dạ. Cái đó 500. Anh nói gì, chị nói như 500 lít là 200 đồng. 200 đô. Còn cái này? 160. Cái này là 160 lít là mình bán 65 đồng một cái. Đó, rồi trong đây thì chỉ bán mấy cái size nhỏ bán đủ hết. Ai muốn mua chậu, mua phân đất gì trên đây có bán luôn. Đúng rồi. Em cũng xài loại đó không? Em cũng vậy đó, em mua đó không. Vải đó nè chị. Cái vải đâu? Đây nè. Cái vải, đây nè. Cũng có người mua hả chị Vân? Xong hết rồi. Nguyên cái đống cây này nè, đó. Thấy nơ nguyên một đống vậy nè là mua hết rồi đó, có thể là chở hơn một xe truck luôn, có thể kỳ này đi tuần tới là sẽ có một chuyến delivery và cái tuần tới nữa sẽ có nữa. Còn delivery là tính sao hả chị Vân? Hả, delivery thì mình chỉ xin tiền xăng thôi, từ đây xuống dưới West thì chỉ có xin 20 đồng tiền xăng thôi, nhằm khi xa hơn thì 30 hoặc là gì đó tùy theo. Có nghĩa là chị chở xe truck đi một lượt, đi giao luôn hàng luôn gì? Mình có cả cái ổi của Ý nữa này nha. Đó, ổi là for show quà đó. Ở nhà em có một cây bự lắm. Dạ, cái này thì mình bán 100 đồng một cây. Giống này là ngon nè. Nó cũng giống ổi dứa, nó Việt Nam gọi là ổi dứa đó. Ồ, cái cây táo chuchubi của chị trồng trong cái chậu 500 lít. Mình chặt bớt biết là... mình chặt bớt cái đầu nó đi rồi đó. Thành ra năm nay nó không có trái. Chặt nó. Không có được mấy trái ở đây nè. Biết very big pot. Đây gì chị Vân? Riêng. Nguyên bụi gì đó hả? Chưa tách. Ủa chứ không phải tách ra bán từng cây hả chị Vân? Chưa. Tưởng bán nguyên bụi gì nè chứ. Nè, ổi này nè, ổi này ngon lắm nè. Ổi bi màu vàng á. Cái này màu vàng của em màu đỏ. Màu vàng ngon hơn màu đỏ luôn á. Ngon lắm, ngon luôn á. Em trồng cây màu đỏ. Cây này là favorite của mình, cái giống ổi này nè. Nó thơm. Đúng rồi, nó rất là thơm. Vậy mà em tưởng là cái màu đỏ, nhà em cũng có cây màu đỏ, 185 đồng một cây. Không có đặc biệt bằng cái
nè, trái nè. À, vì khiến nó còn xanh, nó không giống cái cây ổi của mình. Đúng rồi, hệt vậy thôi. Chín nó ra màu vàng. Vậy hả? À. Ừ. Cây này cũng dễ trồng lắm, ở Melbourne vậy nghe. Dễ trồng. Ừ. Nó cái, xanh cái, quanh năm luôn. Sung chứ trồng trong gia chậu nhỏ xí mà trái xum xuê luôn. Cây Sabadella nè. À, cái loại. Cây này màu nâu ha. Sabadella. Màu lai. Sabuche hả chị? Sabuche. Cây này nhiêu cây, cây chị Dân? À, cây đó 180 đồng. Ừ. Rồi phía bên đây táo tàu mình có rồi ha. Đấy, táo tàu là già bữa về thêm nhiều lắm. Rồi vô trong đây. Đây là mắng mắng cầu sim 250 một cây. Về mắng cầu sim cây nhỏ 250, còn muốn mua cây lớn hơn thì là phía bên kia là 400 mấy 500 gì đó một cây. Rồi đi vô trong đây mình sẽ cho coi cái cây này mà lâu nay biết mình trồng nó từ hồi lúc còn bé luôn, bây giờ nó lớn lớn rồi nè. Cái gì chị Dân? À, Lê Kim A. À. Chị ơi, chị Dân, cái này loại này là trái dài hay trái tròn? 4-5 năm luôn rồi, giờ mới ấy. À, cái này là cái trái đầu nhọn nhọn. À, đầu nhọn nhọn khác hay đầu tròn khác nha. Đầu nhọn, cái này đầu nhọn. Ừ. Vâng, tốt quá ha. Tươi luôn nè. Mấy cái lây bù nó đúng rồi. Để trầm lúc nó nhỏ quá. Phai màu luôn. À. Rồi cây này nhiêu chậu chị Dân? Lê Kim A hả? Cái này chưa có biết giá nữa tại chưa có bán. Chưa có bán. Chưa bán thôi tại mua cho nó thiệt là lớn á. Mà tốt quá trời. Cho nó lớn lớn chút. Xung xuê ha. Make sure là chắc nó năm nay, chắc năm nay bắt đầu mình sẽ bán này. Hello, hello. Em cũng mới trồng một cây Ok. Rồi mọi người ơi, hôm nay mình đi tham quan cái vườn bán cây giống của vợ chồng anh Cần thì Sang sẽ tạm kết thúc video ở đây. Nếu mà mọi người có ai có nhu cầu đi mua cây giống thì hãy ghé chỗ anh Cần ha mọi người. Yep. Rồi. 37 39 ha. À 37 39 ha, 37 39 Police Road, Mulgrave. À, cái vùng Mulgrave ha. Yeah, gần Springvale đó. Rồi ai thích cây to, cây có trái liền, không cần chờ thì hãy tới đây. Tropical fruit tree. Mua cây thì sẽ được hướng dẫn cách trồng. Người ta nói á, giờ thấy mấy cái bự không? Nguyên cái đám này nè, một tuần là anh bán nguyên bao nhiêu, mà anh giao đợt còi lần xe đó. Đấy không? Biết nhiêu cây luôn. Những cây mà đã có nơ là đã có đó, có tên nè, sâu cho ai có tên hết. Ôi ơi, vô đây nè, chở với xe truck. Ở đây là dài đó, là mọi người thấy không? Rồi cây có trái người ta mê quá nè, mua đặt hết luôn. Rồi bữa nay là Sang lên đây cũng thấy vui là gặp rất là nhiều khán giả fan của Sang La Úc Châu gặp trên đây luôn đây. Đó toàn là dân là mê trồng cây trồng rau không à, cho nên là vô đây gặp mấy tâm hồn lớn gặp nhau vui quá trời vui. Rồi vậy Sang tạm kết thúc nha video nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người video sau, bye bye. Bye.